properly. They dislike, they hate, they angry because they enjoy. Đối với những vị nào thích thú và tận hưởng cái lối sống của người cư sĩ, thì khi được giáo giới, khi nhận được sự chẩn chỉnh của những vị tỳ khu chân chánh, của những bậc tu hành, thì họ sẽ trở nên hiềm khích, trở nên phẫn nộ, bởi vì họ là những người đang tận hưởng và thích thú với lối sống của những người phàm tục. Okay. Câu hỏi đã được chấp nhận rồi. Và kế tiếp là một cái câu, một câu hỏi kế tiếp. Another question, Monday. We are the owner of our karma. We are the heir of our karma. When we share, so when we share the merit to the others, how can the others get the merit? How the sharing merit change to the next life destination? Why? Sharing merits towards whom? Departed ones? The orders. The question only is the order person. Order person. Order. The order. Mean not us. Surrounding people. Other person. And that is first question. And how can the other person, they get our merit? And how the sharing marriage change the next life destination? How will the marriage will come to the next life? If we hear sharing merits done by others, and if we rejoice their sharing merits done, what happened in your mind? Wholesome or unwholesome? Very clear, wholesome. But if you feel jealous, what happened? Unwholesome. That's why if you rejoice sharing merits done by others, you are accumulating wholesome karma. That wholesome state of mind gives its result. This is what you can understand very clearly. But another reason is sharing merits for the departed ones. If they hear your sharing merits done, and if they rejoice, your sharing merits done, and if they rejoice your sharing merits, say, sadhu, sadhu, sadhu. They can upgrade their life. How great it is. That's why you should share merits. Also, you should rejoice hearing sharing merits done by others. À, chúng ta là chủ của nghiệp của bản thân mình. Chúng ta là người thừa tự của nghiệp của bản thân mình. Như vậy thì khi chúng con chia phước đến những người khác, thì làm sao mà những người khác lại có được cái phước đó? Thì Ngài Thiền Sư trả lời như vậy. Chúng ta có thể hiểu khi mà một cái việc phước thiện được làm, sau đó cái người làm phước đó nói lên cái lời chia phước đến với những người xung quanh, thì khi những cái người xung quanh đó lắng nghe cái lời chia phước đó, thì tâm gì là tâm khởi sanh lên nơi những cái người được nghe sự chia phước của những người làm phước, thì đó là tâm thiện. Và với một cái tâm thiện thì dĩ nhiên nó tạo ra thiện nghiệp. Đó là điều chúng ta nên làm. Còn một lối khác, tức là khi được nghe về những cái thiện sự của một người, chúng ta khởi lên sự ganh ghét, thì chúng ta hiểu khi khởi lên sự ganh ghét thì ở lúc này đó là tâm bất thiện, và chúng ta cũng hiểu quả của bất thiện là gì. Và do đó, khi mà những người nào có sự hoan hỷ đối với lại cái phước thiện của người khác, nhờ đó mà họ có được cái sự phước tùy hỷ đối với lại cái phước thiện đã được thực hiện. Cũng như vậy, khi chúng ta chia phước đến cho những người thân quá cố của chúng ta, nếu như những người thân quá cố của chúng ta là một chúng sanh nào đó, họ ở đó và họ nhận được, họ ở đó và họ lắng nghe được cái lời chia phước của chúng ta, họ ở đó và họ nói lên lời sa đú lành thai, thì cái cuộc sống đó của họ lập tức được cải thiện, được nâng cấp. Như vậy chúng ta có thể hiểu được rằng sự lợi ích của các phước thiện
sự lợi ích của việc chia phước. Sharing merit is like this. Now, suppose electric city is out of order, completely dark, and I lit a candlelight in the hand of all of you, holding candle each in all your hand, and then I share my light to all of you, one after another. It makes the whole room bright and clear. My candlelight cannot become weak. It makes everybody see things as they really are. It makes the whole room bright more and more. That's why sharing merits is like this. Chia phước thì cũng giống như hành động như vậy. Thì ở đây chúng ta không tính đèn điện, chúng ta tính đèn cầy. Tức là khi thầy có được với một cái ngọn đèn cầy đang cháy, và tất cả chúng ta ở đây, mỗi người đều có một cái cây đèn cầy trên tay mình. Thì bằng cái việc là chia cái ánh sáng, chia cái ngọn lửa đèn cầy đến những cái hướng, những cái đèn cầy của chúng ta, thì lần lượt một ngọn, hai ngọn, và tất cả khi mà tất cả ngọn đèn cầy ở đây đều sáng lên, thì cái gian phòng này sẽ trở nên sáng, rõ ràng. Và bởi vì cái sự chia được cái ánh sáng đó, thì chúng ta sẽ thấy được rõ ràng những cái điều gì, những cái sự kiện gì đang có mặt ở trong cái gian phòng này. Thì cũng như vậy, một mình ngọn đèn cầy, một nghìn ngọn nến của thầy thì không thể soi sáng được. Nhưng với cái lực của tất cả những cái phước báo của những cái ngọn đèn cầy khác, thì có khả năng soi sáng và khiến cho chúng ta thấy được rõ ràng những cái sự kiện, những cái gì đó đang xuất hiện trong gian phòng này. Okay, and then... And there's a question: How can the marriage will come to the next existence? How can the marriage come to the next existence of us? The marriage doesn't travel from one existence to another. Just there is potentiality. As you all know, for every living being, whether humans, whether devas, whether animals, at the near-death moment, a certain object appears. It may be wholesome or unwholesome one. If your last near-death object is wholesome, taking it as your near-death object, you passed away. Because you can take wholesome object at the near-death, it gives its result in a good realm. It doesn't mean that wholesome karma goes to another existence. Just it gives its result. It is not that karma that it is not that karma that appear in the new existences. But there is a connection between. Without this, this will not happen in this way. This is not this, this is also not this. But there is a connection. Và câu hỏi kế tiếp, tức là làm sao cái phước của chúng con có thể chuyển sang cái kiếp sống mới được? Thì xin trả lời, tức là phước nó không có chuyển sang kiếp sống mới của chúng ta, mà nó chỉ trở thành một cái khả năng để mà hưởng quả. Như chúng ta đều biết, tức là một chúng sanh, dù là người, dù là thú, dù là các loài thiên, dù là các phạm thiên, thì đến khi chết thì sẽ diễn ra nơi tâm của họ một cái cảnh là cảnh nghiệp, thiện nghiệp hoặc là cảnh bất thiện. Và đối với một người hay một chúng sanh khi chết
và một cảnh thiện được bác lấy làm cảnh khi chết, thì vị đó sẽ được tái sanh nơi một cái cõi tốt đẹp. Và cái thiện nghiệp của chúng ta, nó không phải, nó chuyển từ kiếp sống này qua kiếp sống kia, tức là không phải là chính cái chúng ta làm nó sẽ khởi lên bởi chính cái kiếp sống kế tiếp, mà chỉ là cái năng lực của nghiệp chúng ta đã làm, nó sẽ có khả năng cho cái quả để cho chúng ta hưởng quả. Và nó không phải là chính cái ở kiếp vừa rồi, và nó cũng không phải là cái chỉ do tự nó khởi lên, mà bởi vì có sự có mặt của nhân mà quả xuất hiện. Suppose you shout in a very huge cave. What happened? You hear the echo. Is the echo your voice? Giả sử như là chúng ta đi vào một cái khu vực rừng núi hay là một cái hang động, và lúc đó chúng ta la lên thiệt lớn, thì khi đó chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh nó vang dội lại. Thì khi đó cái âm thanh vang dội lại có phải là cái giọng nói của chúng ta, cái giọng la lên của chúng ta? What's your answer? Câu trả lời của chúng ta là gì? The echo is not your voice. But without your voice also, you can't hear echo sound. There is a connection. Without this, that will not happen in this way. Thì câu trả lời tức là cái âm vang đó không phải là giọng của chúng ta, mà không có giọng vang lên của chúng ta thì cái giọng âm vang đó cũng không có. Thì như vậy, bởi vì có cái giọng la lên của chúng ta thì có được cái âm vang, và âm vang đó không phải là giọng của chúng ta. Cũng tương tự như vậy, không có cái điều kiện này thì sẽ không có các cái quả được diễn ra sau đó. Understand? Đã hiểu được chưa? Okay. So there's a question that there's a one sayer lay. She said that she is new to the meditation and to mindfulness on the breath. Also, she is newcomer. She doesn't know anything about the studying Dhamma, about the Abhidhamma. So she have a question: should she need to study the studying Dhamma first, so she, that she can get a deeper knowledge of the Buddha teaching, or she only need to practice the technique of the mindfulness on the breath first? There are two ways. Some, after studying the Dhamma intellectually, spending many years, they started their meditation. But many of meditators here are those who don't or who didn't study or learn the Dhamma intellectually before. Just because of their interest and karma on the meditation practice, they come and practice. They realize the Dhamma. After that, they study or learn the Dhamma intellectually again. This is the way we can do. Có câu hỏi như vậy, tức là con là một người mới đến với Phật giáo và con được học thiền niệm hơi thở, không biết gì về pháp học vi diệu pháp. Vậy cho con hỏi có cần thiết phải học pháp học trước để có sự hiểu biết, rồi sau đó con có thể hành, hay là con chỉ cần thực hành phương pháp niệm hơi thở trước? Thì câu trả lời của thiền sư là như vậy. Có hai cách. Có một số vị sẽ tiến hành pháp học một thời gian rất là dài,
Rồi sau một thời gian dài đeo đuổi pháp học, các vị có được sự hiểu biết và tiến sang sự học tập đối với lại cái pháp thiền. Và ở đây trong trường thiền này có rất là nhiều những cái vị tỳ khu, bởi vì cái sự ưa thích, bởi vì cái sự hoan hỷ, bởi vì cái sự phấn khởi đối với cái sự tu tập thiền, nên các vị tiến đến và tu tập thiền ở trong trường thiền. Và sau khi họ giác ngộ được cái pháp, giác ngộ được pháp rồi, họ có được cái sự hiểu biết và tiến tới là họ bước tới cái pháp học. Như vậy là hai lối. As we are teaching meditation practice according to Pali and commentary, when you practice even samatha at the time, you goes together, learning and practicing. For that reason, when you can practice successfully what we are teaching here, you know a lot about learning, intellectually too, but furthermore, you know you attain direct knowledges, what the scholar can't. That's why, if you could successfully practice what we are teaching here according to the path of purification, Visuddhi Magga, you know a lot, both intellectual and insight, direct attainment too. Như chúng ta dạy ở đây, tức là mặc dù những cái hành giả có thể hành về phần thiền định, nhưng mà trong cái quá trình chúng ta hành thì chúng ta cũng có được cái sự học, bởi vì sự giảng dạy của trường thiền là dạy theo Pali và chú giải. Thì trong quá trình chúng ta học việc pháp hành, nhưng mà chúng ta cũng đồng thời hấp thụ được những cái kiến thức từ chú giải và từ Pali. Và khi mà chúng ta thành tựu được cái pháp thiền, khi mà chúng ta trên con đường học tập, thì chúng ta cùng lúc có được cả hai pháp, đó chính là pháp học và kinh nghiệm của pháp hành. Điều mà những cái vị đeo đuổi cái chỉ chuyên một pháp học không thể có được. Và khi mà chúng ta giác ngộ được pháp, thì cùng với lúc đó chúng ta có được sự giác ngộ về pháp học và cả pháp hành, và thậm chí đi vượt hơn những cái vị pháp học là cái sự tự bản thân chứng đắc, tự bản thân thấy được và sự lợi ích cho bản thân trong cái giáo pháp. Now, suppose if you are going to read the book Visuddhi Magga without any direct knowledges, you encounter difficulty to understand. But after practicing successfully what we are teaching here according to Visuddhi Magga, at that time, what you have never read before, please read at that time. You understand almost all. You will say, oh, this is what I have already practiced. Oh, this is what I have directly penetrated. Giả sử như là chúng ta nói về thanh tịnh đạo, bởi vì ở đây chúng ta tu tập theo thanh tịnh đạo, thì nếu như chúng ta chỉ đọc sơ, hay là chúng ta chỉ dành cái thời gian của mình cho cái việc đọc thanh tịnh đạo, thì trong khi đọc, tự bản thân của chúng ta sẽ vấp rất là nhiều cái kiến thức, vấp rất là nhiều cái thuật ngữ, vấp rất là nhiều cái sự thể hiện của ngôn ngữ ở trong thanh tịnh đạo. Nhưng giả sử có một vị sau khi đã hoàn tất được cái chương trình của sự tu học, sau khi đã có được tự mình sự giác ngộ, thì vị đó khi đọc vào thanh tịnh đạo thì vị đó sẽ có được cái di kiến như vậy: à, cái chỗ này tôi đã tu rồi, tôi biết rồi. Ây, cái chỗ này tôi đã thấy rồi. À, cái chỗ này tôi đã giác ngộ rồi. Thì có những cái mà chúng ta chưa từng biết đến, nhưng mà khi đọc đến, chúng ta sẽ thấy được chính mình ở trong đó mà mình đã biết được. So, Venerable Sayadaw, there's two questions. How to deal with worries and how to be free from worries. We worry, we sorry. Why? Chúng ta
Lo lắng, chúng ta sầu khổ là do đâu? You haven't interpreted. Làm sao để đối mặt với lại sự lo lắng và làm sao để thoát khỏi chúng? Thì thiền sư mới đặt ra cái câu hỏi là chúng ta sầu khổ và chúng ta lo lắng bởi vì lý do gì? Mostly, if we think about our past, we feel sorry. There are many things that we have for what we have done. If we think about our future, we feel worry. Just because of this. Most of the causes are because of this. That's why I want to share with all of you the teachings of the Buddha. Và đây là sự giải thích của thiền sư. Khi chúng ta nghĩ về quá khứ thì có vô số những điều mà chúng ta buồn rầu, chúng ta hối tiếc vì mình đã làm hay chưa làm. Và khi chúng ta hướng đến tương lai thì chúng ta sẽ khởi lên sự lo lắng nơi mình, tức là chúng ta sẽ phải đối diện với tương lai của mình như thế nào. Đây là cách mà những phiền não này khởi sanh lên trong chúng ta. Và thiền sư sẽ chỉ cho chúng ta thấy cái cách mà Đức Phật dạy. In times of the Buddha, one man approached the Buddha and asked what he wanted to know. Buddha, we lay person who live in the luxurious house, enjoying sensual pleasures day and night, having meals three times a day. Even though we spend our life like this, we have no happiness. We have a lot of worries. But your sons and daughters, those who are bhikkhu and bhikkhuni, those who live in the under the tree, in the empty space and in a cave, wearing rag robes, taking only one meal a day, their complexions are very, very good, and they look very happy. What is the reason? Thì vào một thời khi mà Đức Phật, vào thời của Đức Phật, có một cái vị cư sĩ đó đến và hỏi đến Đức Phật câu hỏi như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người cư sĩ sống trong những ngôi nhà to lớn, sống trong những ngôi nhà sang trọng, ngủ trên những cái giường rộng lớn và sang trọng. Chúng con ăn một ngày ba cử. Và mặc dù như vậy, với cái lối sống như vậy, với cái sự ăn uống như vậy, chúng con vẫn không có được sự an vui. Chúng con vẫn bị sự sầu khổ chi phối. Nhưng đối với những người con trai và những con người con gái của Ngài, tức là các vị tỳ khu và tỳ khu ni, họ sống ở trong rừng, họ sống dưới gốc cây, họ sống trong hang động, họ sống nơi khoảng trống. Một ngày họ chỉ dùng một bữa, nhưng vì sao da và sắc của họ thật là sung mãn, thật là đẹp đẽ, nhìn họ thật nhẹ nhàng và an tịnh. The Buddha gave an answer. Yes, my sons and daughters, those who live under a tree, those who practice under the tree, who practice in an empty space, in a cave, wearing rag robes, taking one meal a day. Their complexions are very fine and good. They are happy. The reason is they live at the present. They don't think about their past. They don't plan for their future. For that reason, they have no sorry and worry. Okay? Without translation, now they are calling sadhu. How do you do? That's the another country. Câu và tiếp tục thì Đức Phật trả lời, tức là đúng như vậy, là những người con trai và những người con gái của ta sống dưới gốc cây, sống nơi ngôi nhà, sống nơi trống trải, sống trong hang động. Ngài chỉ dùng một bữa và gia sắc
dung sắc của họ thật thù diệu và họ thật là an lạc và thoải mái. Đó là bởi vì họ sống ở hiện tại. Họ không chạy về tầm cầu ở trong quá khứ. Họ cũng không chạy đến để mà tầm cầu trong tương lai. Họ có được sự an trú ở trong ngay hiện tại. I want to add my understanding. As we have our past, as we have done both good and bad, if we think about something good we have done, we will feel happy. But if we remember doing something bad in the past, we feel sorry. Whether good, whether bad, what we have done in the past, it is just in the past. Finished. It is not what you can do at the present for what you have done for both good and bad. What you can do practically is what you can at the present, not for the future, not for what you have done in the past. That's why we should be practical if we want to make use of our precious time, just to stay, just to live at the present. When you are going to think about your past, as quick as possible, please stop. Just do what you can do at the present. When you're going to plan for your future, as quick as possible, stop. Do what you can do at the present. This is what we all need to train. Without training, impossible. If we train, day by day, we know how to live more peacefully. Và too long. Đây là sự chia sẻ của Thiền Sư. Tức là khi mà chúng ta nghĩ về quá khứ, dù cái sự kiện đó là tốt đẹp hay là xấu, nếu như nó là sự kiện tốt đẹp, chúng ta sẽ có sự vui vẻ. Nếu như sự kiện đó là một cái sự kiện không tốt, thì chúng ta sẽ khởi lên sự sầu não. Và dầu cho chúng ta có vui hay chúng ta có sầu não, thì đó chỉ là quá khứ. Và quá khứ không thể nào có cái lợi ích gì cho chúng ta ở trong hiện tại. Và điều mà chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta phải sống và phải tận dụng và phải thiết thực đối với cái hiện tại mà mình đang có. Và ngay khi mà chúng ta nghĩ về tương lai, thì tương lai thì nó chưa đến. Và cái điều thiết thực nhất đó là chúng ta phải sử dụng cái hiện tại của mình cho phù hợp. Khi chúng ta nghĩ về tương lai, chúng ta hãy nhanh chóng chấm dứt tương lai, sự hướng đến tương lai, quay trở lại với hiện tại. Và khi chúng ta nghĩ về quá khứ, bằng cách nhanh nhất hãy quay trở lại, hãy chấm dứt những suy nghĩ tầm tư của mình về quá khứ và trở lại hiện tại. Thì đó là cách để chúng ta để đối diện với lo lắng và để thoát khỏi chúng. There may be those who had done something wrong towards us. Or we may be those who have done something wrong towards others. It is only in the past. It may be in the past, finished already. Sẽ có những cái người mà những người đó ở trong chúng ta đây đã từng làm những cái việc xấu, những cái việc bất thiện đến với những người khác. Hoặc là có những người trong chúng ta đã bị những người khác ở trong quá khứ bị làm khổ, bị làm những hành động bất thiện. Nhưng đó là những cái điều ở trong quá khứ. If we remember someone who had done something wrong, what do we feel? Và nếu như chúng ta nhớ đến những cái hành động xấu của những người khác đến với chúng ta, thì lúc đó chúng ta cảm thấy như thế nào? You feel very angry. Okay? Tức giận, rất là tức giận. Also, if you think about something what you have done wrong, you feel guilty. Và nếu như chúng ta nghĩ đến những cái việc xấu mà chúng ta đã làm trong quá khứ, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy tội lỗi và hối hận. You waste your time. Thinking something, you waste your time. Thinking about your past.
We should not waste our time by thinking something bad, what we have done or what others have done towards us. Chúng ta phung phí thời gian của mình khi nghĩ về quá khứ, những hành động bất thiện, những sự xấu xa của người khác đối với bản thân mình, hay là chúng ta nghĩ về những cái hành động xấu xa của mình đối với những người khác. As we are humans, we are intelligent. Hey. Bởi vì chúng ta là người nên chúng ta có được cái trí khôn. There may be times you have improved, you have changed, you have corrected yourself for what you have done. There may be many those who have done in the same way. But you stay, make judgment, thinking about the wrong actions he or she has done. She may be the one who has already improved. You stay, make wrong judgment. So if you stay holding the same view that you have encountered before, you will suffer for it. It is just because you don't know how to improve yourself, you suffer. It is not that person makes you suffer. It is just because of your attitude, wrong attitude. You need to change that attitude. Và bởi vì có trí khôn, nên trong cuộc sống của chúng ta, đã nhiều lần chúng ta tự giáo giới bản thân mình, chúng ta nhắc nhở bản thân mình về những sai trái sau khi chúng ta đã làm, chúng ta cố gắng thu thúc và sửa chữa. Nhưng bản thân chúng ta cũng như vậy, và những người khác cũng tương tự như vậy. Tức là những người khác cũng có sự thu thúc, sự tự nhắc nhở lấy mình để thoát khỏi những cái sai trái trong tương lai. Nhưng chúng ta vẫn không thoát khỏi cái sự phán xét, sự dị nghị đối với những sai lầm của những người khác. Bởi vì những sai lầm trong quá khứ của họ, và chúng ta bởi vì không có sự tự thay đổi bản thân mình, không thể nào sửa chữa được bản thân mình. Chúng ta nhớ đến những người khác, nhớ đến họ nhưng là những người đã phạm tội, mà không biết rằng có thể họ là những người đã được sự thay đổi, sự tiến bộ nơi bản thân. Họ đã thay đổi và họ đã thoát khỏi những cái lỗi lầm đó. Do đó, đó là cái lỗi lầm của chúng ta, đó là sai lầm của chúng ta, vì chúng ta không biết cách tiến lên, không biết cách thoát khỏi những cái sự chi phối của phiền não. We all need to train to see oneself and others as a newborn person. Every day we see ourselves and every day we see others. Only then you can see the improvement of others, the changes of others, and you can treat with him or her in the way you should be. Let yourself be a newborn person every day. Let others be a newborn person every day. This is what we all need to train to see like this, towards others and towards ourselves. Only then we will know how to live more peacefully. Thì chúng ta cần phải rèn luyện, cần phải tu tập. Mỗi một ngày mới, chúng ta cần phải thấy bản thân mình là một cái người mới. Chúng ta cần phải thấy những người xung quanh là những cái người mới. Chúng ta cần phải nhìn như vậy. Hãy để những ngày đã qua, hãy để con người đã qua của chúng ta, và để con người đã qua của những người khác là quá khứ. Và hãy chấp nhận nhìn những người xung quanh và nhìn bản thân ta là những người mới. Hãy nhìn và thấy được sự tiến bộ. Hãy thấy được sự tiến bộ của bản thân chúng ta và thấy được sự tiến bộ của những người xung quanh. Thì chỉ có như vậy, bằng cái lối sống này, thay đổi và chấp nhận thay đổi, thì chúng ta sẽ biết và chúng ta sẽ đạt đến được cái lối sống của sự an bình. The most important thing is to know how to learn from both good and bad in life, and not to participate with them, just to learn
to improve ourselves. Và một điều quan trọng hơn để sống cuộc sống bình yên, đó là không phải là đúng hay là sai, không phải tham dự vào chúng, mà chúng ta cần phải học hỏi từ cái đúng và cái sai bằng cách không tham dự vào chúng và học ra từ chúng một bài học cho bản thân chúng ta. It must be the last question. Yes, sir. So, how to keep the mind to be alert, and how to get the alert mind continuous without interrupt? Alert, which mind has strength? The mind that is active or the mind that is calm? Làm sao để có được tỉnh giác và làm sao để tỉnh giác được kéo dài liên tục? Thì câu hỏi của thiền sư đó là tâm tỉnh giác thì như vậy. Giữa một cái tâm hiếu động và dao động và một cái tâm an tịnh và tĩnh lặng, tâm nào thì có sức mạnh và mạnh mẽ hơn? Câu hỏi á. Which mind has power? The mind that is active or the mind that is calm? Tâm nào là có được cái sức mạnh hơn, là cái tâm nông nổi dao động hay là cái tâm yên lặng và thanh tịnh? Calm mind. That's why the mind that is alert, sometimes it is active. We need calm mind to have power to do good things. That's why always maintain calmness of the mind. Tâm tỉnh giác, cái tâm mà tỉnh hay là tỉnh táo thì có khi nó lại là một cái tâm dao động. Chúng ta cần một cái tâm điềm tĩnh và tĩnh lặng, thì tâm điềm tĩnh và tĩnh lặng sẽ mang đến cho chúng ta sức mạnh. Especially for those who are training the mind, we need not active mind, we need calm mind. Only with this state of mind we can practice meditation well. Và đặc biệt là đối với những người đang tu tập về tâm thì chúng ta cần phải có cái tâm yên lặng và thanh tịnh. Thì với tâm yên lặng và thanh tịnh thì chúng ta sẽ dễ dàng để rèn luyện và huấn luyện tâm của mình một cách dễ dàng và tốt đẹp. The mind that is calm and alert, very good. The mind that is active and alert, this is not good. Tâm tỉnh giác và yên lặng thì tốt, nhưng tâm tỉnh giác và dao động thì không tốt. Ok. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Are you happy? Chúng ta có quan hệ chưa? So we will share merits done today. Bây giờ là giờ chia phước của ngày hôm nay. Repeat after me. Lặp lại theo thầy. Idam mi puñyam asavakkhayam vaham hotu. Idam mi puñyam nibbanassa paccayo hotu. Mamma puñya bhagam sabbasattanam Bajemi De Sabe Me Saman Punya Bhagam Labantu Sa.